Thế đây là một cái phong cách, một cái kiểu thiết kế rất là mới. Giống kiểu là vào trong phòng hát thì chúng ta có một mặt trời mới ở trên đầu vậy. Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của công ty Nội thất Bảo Long. Và anh chị ơi, với hôm nay thì bên em không có ra sản phẩm mới, không có ra những cái video mới, cũng bởi vì là bên em đang chạy trong một cái chương trình quảng cáo, một cái chương trình khuyến mại sắp tới. Và hôm nay em sẽ giới thiệu chương trình đến với anh chị. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với nội dung chương trình thì bây giờ em đang có mặt tại xưởng gia công của công ty và đẩy xuống dưới đây xem là tình hình mấy hôm nay các kỹ thuật viên của công ty Bảo Long làm việc như thế nào và dưới xưởng đang có những cái gì. Thì chúng ta sẽ vào là đi cùng tìm hiểu một chút. Thì đầu tiên là, ngoài này nhiều thùng quá, mấy hôm không xuống thôi là ở đây là có rất nhiều hàng đang chuẩn bị. Chắc là chiều nay là đem đi chuyển đây. Nhiều quá. Chỗ này tương đối là cũng phải đến 5-6 phòng. Khách hàng này như em biết là một khách hàng nữa ở trong thành phố Đà Nẵng. Đó, thì anh cũng đã đặt bên công ty của em là 5 phòng. Và hiện tại thì bây giờ là còn hình như là hết phòng rồi. Ok, chỗ này chắc là chiều nay chuyển thôi. Đầy đủ phòng rồi. Vâng, thì mời quý anh chị đi cùng em vào trong này. Đâu vào đấy còn tưởng bức vách cơ nhưng mà hóa ra nó là một cái trần. Ở đây thì chúng ta có thể thấy cái trần này em nghĩ là nó sẽ hơi theo thiên hướng hiện đại, bởi vì là đây chúng ta có những cái phần đặt đèn led này. Chỗ này sẽ là đặt đèn led này, thì cái trần này sẽ theo thiên hướng hiện đại. Đặc biệt là ở phía trung tâm trần thì có một cái phần inox mạ gương nhưng được khắc một cái hình mặt trời ở bên trong. Thế đây là một cái phong cách, một cái kiểu thiết kế rất là mới. Giống kiểu là vào trong phòng hát thì chúng ta có một mặt trời mới ở trên đầu vậy. Và cái inox mạ gương này chắc chắn là bên trong nó sẽ có đèn. Đó, và tất nhiên rồi, khi chúng ta bật đèn lên thì những chỗ đường khác kia nó sẽ tạo lên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Và đây chúng ta có thêm một cái phần đèn mica nữa. Đó, tỏa ra hai hướng thì trông nó như là những cái tia nắng của mặt trời vậy. Đó, chúng ta có rất nhiều đèn vô cực ở đây. Tuy nhiên là phần đèn này là chưa có đấu điện nên là em cũng không thể show cho anh chị thấy cái vẻ đẹp của đèn vô cực này được. Tuy là một cái thiết kế nó đã khá là lâu đời rồi nhưng mà cái hiệu quả tạo lên cái hiệu ứng thị giác của nó trong phòng hát karaoke thì đến bây giờ nó vẫn là một cái gì đấy rất là mới, rất là lạ. Ok, và bây giờ thì em sẽ chia sẻ với quý anh chị những cái chương trình khuyến mãi ở bên công ty em. Thì trong tháng này công ty đang có khá là nhiều chương trình ưu đãi cho những quý khách hàng. Ví dụ như là khi quý anh chị đặt 10 bàn sẽ được tặng 1 bàn, hay là làm 10 cửa sẽ được tặng 1 cửa, làm 2 phòng sẽ được tặng 2 bàn, và còn rất nhiều chương trình khuyến mãi nữa. Và để biết thêm về những chương trình này thì anh chị có thể nhấc điện thoại và gọi vào số 0931 252 333 để đội ngũ nhân viên của chúng em có thể tư vấn giúp quý anh chị tìm ra những sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.